Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật những thông tin mới nhất vừa được VTC tổng hợp. Sau đây là thông tin chi tiết. Dầm rộ thông tin Phi Nhung sẽ về Mỹ vào tháng tới. Những ngày qua, Phi Nhung liên tiếp bị vướng vào những thị phi showbiz và hiện đang là nhân vật bị cộng đồng mạng chú ý nhiều nhất. Mặc dù đã một vài lần lên tiếng thanh minh cho bản thân, nhưng drama về cô thì vẫn chưa dừng lại. Sáng ngày 9 tháng 6, nữ ca sĩ còn bị đặt nghi vấn về việc không minh bạch trong khoản tiền kêu gọi từ thiện từ năm 2016. Đã 5 năm trôi qua nhưng chưa đưa ra được số liệu tổng kết, sao kê và giấy tờ giải ngân tiền ủng hộ miền Trung. Đồng thời, cậu IT cũng tung đoạn tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường nói về cuộc sống không hạnh phúc tại nhà của Phi Nhung. Mỗi ngày, lung sung của Phi Nhung và Hồ Văn Cường lại có diễn biến mới, khiến dân tỉnh chấm hóng không kịp. Liên tục bị dân mạng tấn công, Nay Phi Nhung đã khóa trang cá nhân và hạn chế lại các bình luận của netizen trên fanpage để tránh công kích. Giữa thời điểm nóng ấy, cư dân mạng đã phát hiện ra bài đăng của quản lý nữ ca sĩ, thông báo về việc Phi Nhung sẽ sang Mỹ. Người này viết: "Nữ ca sĩ Phi Nhung sẽ trở về nước Mỹ phục vụ khán giả hải ngoại trong tháng 7 năm 2021. Anh chị bầu sâu cho em nhé." Ngay lập tức thì khán giả đã tìm hiểu lý do khiến nữ ca sĩ bỗng dưng rời khỏi Việt Nam sau những ồn ào trên mạng xã hội với con nuôi. Tưởng gia đình có biến căng, hóa ra lý do Phi Nhung sẽ sang Mỹ trong thời gian tới là để lưu diễn một trong những trung tâm ca nhạc có tiếng. Sự kiện này còn có sự góp mặt của Quang Lê cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 8 tới. Mới đây, trong một tấm poster về một show diễn đã được hé lộ, Poster trên được chính nghệ sĩ Quang Lê chia sẻ. Được biết, show diễn này sẽ tổ chức ở Mỹ. Như vậy, nguyên nhân Phi Dung tạm vắng mặt trong showbiz Việt một thời gian không phải vì biến căng mà là do cô có lịch lưu diễn ở nước ngoài. Tuy vậy, do tình hình dịch bệnh đang hết sức phức tạp, khán giả đang tò mò liệu Phi Nhung có qua Mỹ để tham gia show diễn mới hay không. Liên quan đến việc trả tiền cát xê cho Hồ Văn Cường, dù trước đó, nữ ca sĩ Phi Nhung cho biết toàn bộ tiền thưởng và cát xê của Cường do quản lý của cô giữ và đến năm Cường đủ 18 tuổi sẽ trả lại. Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn cho rằng Phi Nhung cần minh bạch KC và các khoản thu chi hàng tháng cho Hồ Văn Cường vì công khai, minh bạch là yếu tố thèn chốt để duy trì quan hệ nghệ sĩ-quản lý lâu dài. Khi được hỏi quan điểm về phát ngôn của ca sĩ Phi Nhung, anh Phan Anh, founder và CEO của công ty High Entertainment, quản lý của ca sĩ Eric, siêu mẫu Lan Khuê... Nhóm DTAP cho biết, vấn đề này tôi không dám lạm bàn, mỗi công ty có một cách hoạt động khác nhau nên tôi không biết được. Riêng bên tôi cũng không giữ bí mật tiền KC, bên tôi công khai thu chi, số tiền vào ra trong tài khoản và thông tin hợp đồng trong nội bộ của công ty với nhau. Anh Phạm Thế Anh, founder manager của P Entertainment thì tiết lộ, hiện tại nghệ sĩ hoạt động trong môi trường giải trí của Việt Nam được chia làm hai trường hợp, gia nhập vào công ty giải trí hoặc là hoạt động độc lập để thuê quản lý. Với trường hợp gia nhập vào công ty giải trí, nghệ sĩ thường ký hợp đồng theo thời hạn 1 đến 2 năm hoặc là nhiều hơn. Công ty chịu trách nhiệm đầu tư các vấn đề hình ảnh, nhận show truyền thông cho nghệ sĩ nên tỷ lệ phân chia lợi nhuận thông thường là 60-40% hoặc là 70-30%. Với trường hợp hoạt động độc lập, nghệ sĩ chỉ cần thuê một người quản lý, chịu trách nhiệm nhận show và phân chia tỷ lệ 90-10% hoặc là 80-20%. Nói về cách thức vận hành của công ty mình, anh Thế anh cho biết, cách làm việc của tôi là nhận thông tin về show, thỏa thuận với nghệ sĩ về công việc, sau đó là gửi báo giá và toàn bộ số tiền sẽ được khách hàng thanh toán vào tài khoản của nghệ sĩ, rồi nghệ sĩ gửi phần trăm theo thỏa thuận. Nghệ sĩ có thể lựa chọn gửi ngay phần trăm khi các job kết thúc hoặc là gửi toàn bộ các job trong tháng về phát ngôn của nữ ca sĩ phi nhung anh thế anh đưa ra phân tích như sau Phi Nhung là mẹ nuôi rồi trở thành quản lý của Hồ Văn Cường, cũng giống như trường hợp các nghệ sĩ có cha mẹ kiêm nhiệm vai trò quản lý. Ở giữ thu nhập cho con nên là cũng khó đánh giá ai đúng ai sai trong mối quan hệ này. Tuy nhiên Phi Nhung cũng nên minh bạch các khoản thu chi hàng tháng cho Hồ Văn Cường, sau đó gửi lại cho bố mẹ của Cường và gửi vào tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng của Cường để em có động lực làm việc và bố mẹ yên tâm. Việc Phi Nhung nên làm ngay, muộn còn hơn không. Việc quản lý của một nghệ sĩ nổi tiếng xin được phép giấu tên tiết lộ nhiều câu chuyện thực tế đằng sau mối quan hệ quản lý nghệ sĩ. Về phát ngôn của Phi Nhung, các xe của Cường tôi không được biết, ngay cả tiền của tôi tôi cũng còn không được biết. Anh cho rằng dựa theo cách thức vận hành theo quy luật chung của giới showbiz thì có thể Phi Nhung không sai về mối quan hệ giữa nghệ sĩ với quản lý vì đó là cách làm của mỗi người nhưng cho thấy sự không chuyên nghiệp cả trong công việc của Phi Nhung lẫn quản lý tài chính của Hồ Văn Cường vì không minh bạch phát ngôn của Phi Nhung cho thấy sự không chuyên nghiệp cả trong công việc của Phi Nhung lẫn quản lý tài chính của Hồ Văn Cường. Có hai trường hợp điển hình về mối quan hệ giữa quản lý và nghệ sĩ. Trường hợp thứ nhất là nếu các công ty do nghệ sĩ làm chủ, quản lý lúc này và có thể được xem là một nhân sự hay là người làm thuê trong công ty. Nghệ sĩ có thể ngừng hợp tác với quản lý bất cứ lúc nào để tìm người mới. Trường hợp này thường xảy ra với các nghệ sĩ đã thành danh, có công ty chuyên nghiệp, quản lý được trả lương cứng, mức lương có thể lên tới con số 50 đến 100 triệu đồng một tháng hoặc sẽ tương đương với lương cứng cộng với một tỷ lệ phần trăm chia sẻ nhất định, 10 đến 15%, 20% Tùy vào tiếng nói, quyền lực của người quản lý. Trong trường hợp này thì nghệ sĩ đã có tiếng rồi, họ là người chủ động được thu nhập nên sẽ có bộ phận kế toán và những người liên quan báo cáo nguồn thu. Trường hợp thứ hai phổ biến và dễ thấy trong số biết Việt đó là quản lý và nghệ sĩ làm việc cá nhân với nhau ngay từ những ngày đầu gia nhập làng giải trí hoặc là khi nghệ sĩ chưa nổi tiếng lắm. Có không ít trường hợp quản lý là người thân của nghệ sĩ, hay gặp nhất là mẹ cũng có là quản lý của nghệ sĩ, dựa trên mối quan hệ huyết thống, sự tin tưởng cao và cũng cần có thống nhất với nhau, mẹ có thể giữ tiền cát-xê của con. Còn có trường hợp nghệ sĩ và quản lý làm việc theo danh nghĩa cá nhân với cá nhân, sau đó mở công ty để hợp thức hóa về mặt hình thức và tối ưu hóa về doanh thu chi phí. Trong trường hợp này, quản lý thường không có lương mà chia sẻ thu nhập hoặc lợi nhuận trên phần trăm nhất định. 90 10%, 80% 20%, 70% 30% hay là 50% 50%. Trong trường hợp này, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và quản lý hơi nhập nhằng, có thể liên quan tới năng lực tiếng nói của cả hai. Mối quan hệ này thường đứt nếu liên quan đến chuyện tình cảm hoặc là sự thiếu minh bạch về tiền nong. Có trường hợp nghệ sĩ và quản lý yêu nhau rồi sau đó phát hiện người kia cắm sừng hoặc là không hợp với nhau nữa, không thể nhìn mặt nhau nữa thì họ tách nhau ra. Một số trường hợp trong mối quan hệ này, nghệ sĩ có thể không quan tâm tới mức cát-xê vì họ để quản lý giữ tiền luôn. Tuy vậy, nghệ sĩ có thể biết cát-xê mà quản lý báo lại. Trong một số trường hợp đó, có thể không phải là cát-xê chính xác nếu quản lý có ý định biển thủ, nhưng ít nhất khi có show hoặc là theo định kỳ, họ sẽ phải được biết về một con số nghệ sĩ chuyên nghiệp càng cần biết được định mức thủ lao của mình cho từng công việc riêng biệt và họ có quyền góp ý điều chỉnh tăng giảm dựa trên sự định giá về công sức và giá trị hình ảnh của bản thân tại từng thời điểm của sự nghiệp ở đây phi nhung là mẹ nuôi của hồ văn cường không phải là mẹ ruột việc giữ tiền của con nếu có văn bản thỏa thuận giữa hai bên thì không sai nhưng phải có sự đối soát là mẹ nuôi của hồ văn cường nói về tình nghĩa thì phi nhung sẽ đảm bảo các việc như là nuôi nấng hướng cơ hội cho hồ văn cường điều này là không bắt buộc nuôi ở đây có nhiều nghĩa quy chụp thì cũng quá tội cho phi nhung tuy nhiên cô nói không biết thu nhập của cô lẫn thu nhập của con mình và đẩy trách nhiệm cho quản lý thì cần bàn tới việc quản lý phải là người có nghĩa vụ minh bạch các khoản thu chi cung cấp các thống kê trên để mà đối soát trong quá trình nuôi dưỡng có thể phát sinh một số chi phí cho hồ văn cường được gọi là chi phí hợp lý như là thuê trang phục biểu diễn make up chi phí quản lý sau khi trừ các chi phí căn cứ vào thỏa thuận nuôi nấng hay là thỏa thuận chia sẻ doanh thu giữa hai bên mà tính phần thù lao sẽ phải thanh toán cho Hồ Văn Cường cộng với 200 triệu đồng tiền thưởng. Để không dẫn đến những xung đột hay là rắc rối có thể liên quan đến tiền bạc về sau, nghệ sĩ và quản lý luôn cần được thông báo cho nhau biết về số tiền cát-xê của mỗi show diễn hay là mỗi sự việc hoặc là theo thống kê định kỳ để có cơ sở tính toán phân chia minh bạch mức cắt xê tổng thu nhập của Hồ Văn Cường giữa ba bên Phi Nhung quản lý Hồ Văn Cường là việc Phi Nhung có thể làm ngay bây giờ, có thể hơi muộn giống như trường hợp nghệ sĩ Hoài Linh giải ngân tiền từ thiện nhưng có còn hơn không, người quản lý giấu tên đưa ra quan điểm. Bản tin của kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của vtc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi